Thưa quý vị, phụ nữ Việt Nam không chỉ được biết đến là giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn có tấm lòng nhân ái với rất nhiều câu chuyện nhân văn, tử tế đã được viết nên. Chính họ đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người phụ nữ thời đại mới. Trong rất nhiều hình ảnh đẹp đó, thì hình ảnh đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh của nữ hiệp sĩ xuyên đêm cứu người miễn phí dưới đây là một minh chứng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 21 giờ đêm, giờ mà hầu hết mọi người chuẩn bị đi ngủ và hạn chế ra ngoài, thì công việc của đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 của đội trưởng Nguyễn Hoàng Kim Ngân lại bắt đầu. Bỏ lại phía sau một ngày mưu sinh vất vả, bất chấp đêm tối, hiểm nguy, với trái tim đầy nhiệt huyết, chị Ngân cùng đồng đội tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thực hiện công tác cứu hộ giao thông miễn phí. Thời gian hoạt động của đội từ 21 giờ đến 24 giờ, nhưng riêng chị Kim Ngân, người giữ đường dây nóng, sẽ có mặt bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào có người gọi cần giúp đỡ. Những câu nói đơn giản nhưng vô cùng ấm áp, 911 đến rồi, như một phương thuốc ngọt ngào giúp chị luôn thật nhiều năng lượng, đeo chiếc túi cứu thương lên, rong ruổi xuyên đêm. Chị Kim Ngân hy vọng với sự hỗ trợ của đội tình nguyện 911 thì những ai đang gặp khó khăn, nguy hiểm đều được cứu giúp kịp thời. Cứ như thế suốt 7 năm qua, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, bông hồng thép cứu hộ giao thông xuyên đêm đã trở thành biệt danh yêu thương mà mọi người dành tặng cho chị. Năm 2019 á, mình có đi trên đường thì mình có thấy một vụ tai nạn giao thông. Thì mình lúc đó mình có coi trên Facebook á, thì có hiện lên cái số điện thoại của đội của chị Ngân đang làm. Thì mình có gọi thử, thì từ lúc mà mình gọi tới lúc mà chị Ngân đến á, thì tầm khoảng 7 tới 8 phút thôi. Chị Ngân làm hỗ trợ rất là nhiệt tình, nên là mình cũng có ngỏ ý là xin với chị Ngân á, là được tham gia đồng hành cùng với đội. Thưa quý vị, ngay lúc này Thúc Hào đang ngồi cạnh đội trưởng của đội tình nguyện 911, chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân. Xin được cảm ơn chị đã nhận lời đồng hành cùng chương trình. Chào Thúc Hào, chào quý vị khán giả. Không biết là đội tình nguyện của mình là bắt đầu lúc mấy giờ và sẽ hoạt động vào khung giờ nào hả chị Ngân? Đội mình thì sẽ hoạt động 24 trên 24 luôn. Nhưng mà thường các bạn sẽ có cái giờ để mà tập trung tại chốt là khoảng 21 giờ. Và đây là một khung giờ có thể nói là tương đối nguy hiểm. Vậy thì động lực nào đã thôi thúc chị thành lập đội cứu hộ này ạ? Khoảng năm 2012 là chị hai của Ngân đã bị tai nạn giao thông. Do không cứu chữa kịp thời nên là chị hai đã không qua khỏi. Thì từ đó Ngân muốn là ít nhất là mình phải đưa họ vào bệnh viện hoặc là tìm người thân họ, để tránh cho những cái trường hợp xấu và tồi tệ nhất có thể xảy ra đến với bất kỳ gia đình nào. Xuất phát từ mong muốn là cứu giúp những người chẳng may đi đường gặp tai nạn thì chị đã thành lập đội tình nguyện 911. Vậy thì chắc chắn là ở thời gian ban đầu cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn. Không biết là chị đã phải đối mặt với những khó khăn như thế nào ạ? Những cái khó khăn ban đầu thì do là người dân chưa biết là đội sẽ làm cái nhiệm vụ gì để mà hỗ trợ cho những cái người bị tai nạn giao thông. Nên là có những cái sự ngăn cản từ phía người dân nè, khi mà đội chưa có những cái đồng phục, hoặc là khi mà gặp những cái tình trạng mà say xỉn thì họ cũng sẽ không hợp tác. Lúc đầu thì đội chưa được tiếp cận với y tế nhiều, các bạn chưa có kỹ năng. Thì sau khi mà bằng cái sự nhiệt huyết mà chân thành của mình đối với những cái bệnh nhân mà mình đã cứu chữa trên đường, ekip bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện thành phố Thủ Đức đã rất là nhiệt tình hỗ trợ về các kỹ năng, từ sơ cứu ở ngoài hiện trường như thế nào cho đến là di chuyển như thế nào cho đúng cách, và chỉ ra những cái chấn thương, những cái cơ chế chấn thương, những cái cách khắc phục như thế nào để tốt nhất, hiệu quả nhất để có thể giúp đỡ cho một người bị tai nạn giao thông trên đường. Gần đây đội đã nhận được một cái lời mời để được tập huấn của trung tâm cấp cứu Wellbeing, là một cái trung tâm của Anh. Thì họ đã training cấp chứng chỉ hành nghề cũng như là cho đội thêm những cái kỹ năng về sơ cấp cứu để cho các bạn được nắm rõ hơn và vận hành được tốt hơn. Và như vậy là 7 năm đã trôi qua, đối với đội tình nguyện 911 đã có rất là nhiều những trường hợp được đội hỗ trợ cứu giúp kịp thời. Vậy thì không biết là đội có những mong muốn nào, ấp ủ nào trong thời gian tới không ạ? Ngân và các bạn đội viên của mình luôn mong muốn là sẽ có thêm những cái đội viên mà thực sự là sẽ ăn ý,
cũng như là sẽ hết mình vì người dân, sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm nhiều kỹ năng mới, chuyên sâu hơn, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Không chỉ ở Thủ Đức mà sẽ có nhiều nơi hơn nữa, sẽ có nhiều 911 hơn. Chúng ta đang trò chuyện trong những ngày tháng 3, và tháng 3 thì chúng ta sẽ nhắc đến tháng để tôn vinh những người phụ nữ. Vậy thì bản thân cũng là một người phụ nữ, thì chị có suy nghĩ như thế nào về vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới ạ? Ngân nghĩ thì trong cái xã hội hiện đại này thì dù nam hay nữ thì cũng sẽ có những cái quyền bình đẳng như nhau, cũng sẽ dám ước mơ, dám hoài bão và dám thực hiện nó. Như công tác tình nguyện đầy đây thì thường là các bạn nam sẽ là giữ vai trò chủ đạo, nhưng Ngân nghĩ Ngân làm được thì mọi người cũng sẽ làm được, nếu mọi người dám can đảm bước ra khỏi thế giới của mình để thực hiện những cái điều mình mong muốn thì Ngân nghĩ là mọi ước mơ sẽ thành hiện thực. Vừa rồi thì chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân đã chia sẻ rất là nhiều những thông điệp ý nghĩa cũng như những hành động hết sức nhân văn của đội tình nguyện 911. Xin được chúc cho chị và đội tình nguyện 911 chúng ta ai ai cũng chân cứng đá mềm, có thể cứu giúp được nhiều hơn nữa những người bị nạn không may ở trên đường. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép khép lại. Phương Hồng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phụ nữ và Hội nhập kỳ sau.